ngôi nhà trước màn hình quý vị và các bạn được thiết kế mới kiểu dáng hiện đại với kiến trúc 3 tầng kiên cố, xây dựng từ diện tích gần 50m2. Mặt tiền ở ngôi nhà quay hướng đông bắc, nằm trên mặt phố chính rộng, ô tô đỗ tận cửa, không gian thoáng mát, yên tĩnh. Tầng 1 được chủ nhà thiết kế là phòng khách, diện tích khoảng 30m2, được trang trí hài hòa với tông màu sáng. Cầu thang có vị trí ở giữa nhà, mặt cầu thang là ốp đá, tay vịn được làm bằng gỗ, lan can được làm bằng kính cường lực, tạo điểm nhấn sang trọng cho căn nhà. Phía cuối nhà là không gian của bếp và phòng ăn. Mặt bếp được ốp đá, tủ và kệ bếp được làm bằng nhôm kính. Nhà vệ sinh tầng 1 có vị trí dưới gầm cầu thang. Phía trước của phòng khách được chủ nhà trang bị kính cường lực cùng hệ thống cửa cuốn an toàn. Theo hướng của thang đi lên, mời quý vị tham quan tầng thứ 2 của căn nhà. Ngay hướng của thang đi lên là căn phòng thứ nhất, có vị trí ở phía sau nhà. Một cửa sổ thoáng được thiết kế mở hướng khe thoáng cuối nhà. Không gian trước nhà là phòng ngủ thứ hai. Ba cửa sổ được mở hướng ban công, giúp cung cấp ánh sáng và không khí thoáng tự nhiên cho cả căn phòng. Phía ngoài hai căn phòng là nhà vệ sinh, được chủ nhà lắp đặt nhiều trang thiết bị cao cấp và hiện đại. Cầu thang tiếp tục dẫn quý vị và các bạn tham quan tầng thứ 3 của căn nhà. Phía sau nhà là không gian của phòng giặt và sân phơi. Phía cuối được thiết kế bề giếng trời lớn, giúp cung cấp ánh sáng tự nhiên. Ngay hướng vào thang lên là căn phòng ngủ thứ ba. Phòng thờ có vị trí ở phía trước nhà trên tầng 3. Đây chính là không gian cao nhất và tôn nghiêm nhất của ngôi nhà. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư đông, an ninh tốt, giao thông thuận tiện, không gian xung quanh thoáng mát, yên tĩnh. Phía giữa nhà, chủ nhà thiết kế một giếng trời lớn, giúp cung cấp ánh sáng tự nhiên cho cả căn nhà.